8. Anh cả, chạy mau, có mai phục dưới chân núi. Hồ nhất đâu? Cuối cùng cũng bắt được rồi. Nào, lên cho tôi. Rõ, lên. Anh em, sống hay chết, chính là lúc này. Hãy theo tôi, giờ chúng ta giết bọn Nhật. Đi, đi, đi. Lông tôi nhỏ, thả tôi ra mau, đánh nhau rồi. Không, không được. Đại đương gia bảo tôi phải bảo vệ chị. Cậu mà đòi bảo vệ tôi sao? Lông cậu mọc chưa đủ nữa kìa. Mở cửa mau lên. Chị Thủy Tiên, đừng đập nữa. Dù sao hôm nay tôi cũng không thể thả chị ra ngoài. Tôi muốn đi cứu Mã Thiên Long vào hồ nhất đau. Mau lên. Tôi không thả ra đâu. Được rồi, tôi hỏi cậu lần cuối, thả hay không thả? Tôi không thả đó. Được rồi, đừng hối tiếc. Sợ chị chắc. Chị Thủy Tiên, dọn dẹp sạch sẽ đi. Súng nộp ra hết đây. Mang đi. Lấy nó, lấy nó. Đừng bỏ sót một khẩu súng nào. Đều là đồ tốt đó. Các anh em, dọn dẹp hết cho tôi. Được, được rồi. Em gái, thế nào, không làm em thất vọng chứ? Anh đã nói với em, không để bọn Nhật trở về mà. Phải cho bọn chúng từ bỏ cuộc sống tại đây. Hai tên khốn các anh đã hứa đem cùng đi đánh bọn Nhật. Anh đã nhốt em lại. Khó khăn lắm mới trốn thoát. Các anh lại giết hết rồi. Mã Thiên Long, Hồ Nhất Đau, hai người chưa xong với em đâu. Em gái, bình tĩnh đã. Là lỗi của anh ta, hắn giết nhiều hơn anh. Muốn tính sổ thì tìm hắn. Hồ Nhất Đau anh, được rồi Mã Thiên Long, anh không xong với em đâu. Thủy Tiên, Thủy Tiên, Thủy Tiên. Thủy Tiên, nhìn nhìn này. Cái gì đây, khắp nơi đều là máu. Em không còn thấy chóng mặt nữa sao? Nhanh lên, Mã Thiên Long, anh hay thật đấy. Mã Thiên Long, Sam gái tôi vẫn chưa tỉnh. Đại ca, để em nói, uống một bát rượu chắc chắn sẽ tỉnh. Đuôi tóc nhỏ, bưng bát rượu tới. Mau mau mau, được rồi. Nhìn nhìn kìa, tỉnh lại là tốt. Chúng ta đang ở đâu vậy? Em nói xem đang ở đâu. Anh trả lại bọn Nhật cho em. Hôm nay thật sự rất vui. Mã Thiên Long, đánh được bọn Nhật thích thật đấy. Long tay nhỏ, mau mang thịt lên. Chúng ta ăn mừng cho thật đã. Đại đương gia, kho lương của chúng ta trống rỗng, chỉ còn lại vài chú gà con. Thấy hầm gà rồi mang lên. Được rồi. Mã Thiên Long, tiểu tử cậu đúng là có tài thật đấy. Trận chiến này của chúng ta phải gọi là đẹp mướt. Điều này cũng nhờ vào pháo bí mật của Thanh Phong Trại. Nếu quân Nhật này mà biết, sợ chết khiếp vì một vài quả pháo nhỏ, không tức chết mới lạ. Thành thật mà nói, tôi có rất nhiều thứ ở Thanh Phong Trại, tất cả đều do cướp về. Nếu hôm nay anh không ngăn tôi lại, quan không thể chạy nổi. Chúng chắc chắn không thể chạy. Quân Nhật làm đủ việc ác ở Trung Quốc. Bây giờ để cho chúng sống thêm vài ngày nữa. Đúng, tôi không thể tha cho những quân Nhật này. Nhưng tôi muốn nhắc nhở anh đó, Đại đương gia, dù hôm nay chúng ta đã thắng trận, nhưng quân Nhật sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tôi nghĩ mọi người nên tránh đi vào lúc này. Tránh sông gió trước đi rồi tính. Thế sao được? Nếu chúng ta rời đi, không phải người khác sẽ nói đường đường Thanh Phong Trại mà bị bọn Nhật làm cho sợ chạy mất dép. Em gái anh nói đúng. Những anh em tới từ Thanh Phong Trại, cảnh sát tới chúng tôi cũng không sợ. Cho dù quân đội quốc gia có tới như lần trước, chúng tôi cũng không sợ. Lần này là quân Nhật, chúng ta càng không thể đi. Đúng không các anh em? Phải. Đại đương gia, đừng nói gì cả. Thay mặt toàn thể anh em trong sân trại, kính anh bằng chén rượu này. Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi vượt qua ải này. Tôi xin phép cạn trước. Mã Thiên Long có thể đánh trận này cùng các anh em, rất đáng. Nào, chúc mừng mọi người. Còn em nữa,
Đại ca, em cũng nâng ly chúc mừng anh. Đại đương gia, bác mẹ tôi phải kính anh, cảm ơn ơn cứu mạng của anh. Đại đương gia, tôi xin phép cạn trước. Tốt, để em. Đại ca, em kính anh một bát, lần sau muốn đánh Nhật thì phải đưa em đi cùng. Đúng, dù thế nào đi nữa, em gái của anh cũng là nữ anh hùng. Hẹn em lần sau. Cảm ơn anh. Tôi uống giúp cô ấy. Mã Tân Long, bao nhiêu rượu anh không uống, sao cứ phải cướp của em thế? Phụ nữ uống rượu làm gì? Anh nói phụ nữ không được uống rượu. Hai người muốn cãi, về nhà mà cãi. Ở chỗ tôi, ngoài uống rượu thì vẫn là uống rượu. Các anh em, bát rượu này gửi đến những người anh em đã chết của chúng ta. Không có cái chết nào là vô ích. Nhờ sự dũng cảm của mọi người để nâng cao uy phong của Thanh Phong trại chúng ta. Đừng lo, tôi, Hồ Nhất Đao và các anh em còn sống chắc chắn sẽ trả thù cho mọi người. Các anh em, kính rượu, kính rượu. Dừng. Tôi mệt chết mất. Cảnh giác, nghỉ ngơi tại chỗ một lúc. Đội trưởng, cái này có tính là trộm gà không được, còn mất cả nắm thóc không? Biết cái câu đó thôi sao? Không, không có. Đứng yên. Thái quân, đừng bắn. Là tôi, Trương Đại Khánh. Thì ra là Trương Đại Khánh. Thái quân, tại sao anh lại ở đây hả? Thái quân, tôi sợ ngài không quen với địa hình ở đây, nên đưa anh em của tôi tới đây để hỗ trợ ngài. Khốn kiếp, chúng tôi đã bị lừa. Hồ Nhất Đao đã chuẩn bị sẵn rồi, quân tôi hầu như đã bị tiêu diệt toàn bộ. Làm sao có thể được chứ? Điều trách tôi tới muộn một bước. Rõ ràng Hồ Nhất Đao đã chuẩn bị sẵn. Anh đã phản bội chúng tôi. Thái quân, tôi bị quan, chắc chắn là bị quan. Không phải tôi, không phải anh thì còn ai? Chỉ có anh biết chuyện này. Không phải anh nói Hồ Nhất Đao không có súng sao? Chúng tôi chỉ mang theo rất ít người và súng. Anh thông đồng với anh ta sao? Không, 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 không phải Thái quân. Không phải tôi, thật sự không phải tôi. Tôi làm sao thông đồng với Hồ Nhất Đao được chứ? Anh ta đã bắt cả nhà tôi từ trên xuống dưới. Giờ tôi suýt chết trong tay của hắn đó. Thái quân, Thái quân xin đừng rung tay. Thái quân. Đội trưởng Trương, tôi đa nghi rồi. Xin lỗi. Không sao Thái quân. Không vội. Lần này không được thì sẽ có lần sau. Hồ Nhất Đao không thể chạy trốn nếu ở trên núi. Ono Thái quân thật sự muốn gặp anh. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều điều cần sự giúp đỡ của anh. Không sao Thái quân. Tôi Trương Đại Khánh nổi tiếng là người nhiệt tình. Hay là chúng ta quay về trước nhé. Được. Tôi không ngờ tủ lượng của anh tốt đấy. Nào, uống cái nữa. Nào, cạn. Hai người đừng uống rượu không như thế. Nói cho em mau đi, anh đánh bại quân Nhật thế nào vậy? Em gái, người đàn ông của em tuyệt vời đấy. Tài thiện xạ của anh ấy thật tuyệt vời. Chỉ đâu đánh đó, bắn phát nào trúng phát đó. Thiên Long, không phải cha nói anh đi học sao? Anh học bắn súng từ khi nào vậy? Thế khi nào anh dạy cho em đi? Hồi đi học, anh đã học từ một thợ săn. Đại đương gia, nếu anh không muốn rời khỏi Thanh Phong trại, anh cũng nên lập kế hoạch trước. Thủ thuật nhỏ này ngày hôm nay, chúng ta chỉ lừa được người Nhật lần này thôi. Tất nhiên là tôi biết. Vậy có thể làm gì? Khi người Nhật tới thì chúng tôi sẽ liều với chúng.
Trận chiến hôm nay đã kết thúc, hàng chục khẩu súng và một số đạn dược cũng lấy được rồi. Tôi có thể đối phó với chúng trong một thời gian. Nhưng đây không phải là giải pháp lâu dài. Đại đương gia, tôi không biết anh có từng nghĩ tới chưa, chỉ cần dựa vào thanh phong trại của anh thôi. Cho dù anh có khả năng đến đâu, số người nhược anh giết cũng có giới hạn. Tại sao anh không thể tham gia vào một hàng ngũ, tham gia cùng tất cả người dân Trung Quốc trong làn sóng chống Nhật mạnh mẽ? Bằng cách này anh có thể giết được nhiều người Nhật hơn. Và điều này cũng đúng với một người anh hùng nhanh nên làm. Mã Thương Long, anh muốn nói tôi nên nghe Quý Kiệt sao? Đưa anh em gia nhập vào Đảng Quốc Dân. Tham gia Quốc Dân Đảng làm gì? Không, tôi chỉ là một tên cướp, không phải một người lính. Đi ngủ đi. Lính tử tế không muốn làm, lại muốn làm cướp, vô lý. Em gái, em nói rất đúng. Tôi, Hồ Nhất Đao, chỉ thích làm kẻ cướp. Dù là kẻ cướp, cũng có thể giết được giặc Nhật. Mã Thăng Long, anh đã cứu tôi hai lần. Hôm nay lại giúp tôi bảo vệ thanh phong trại. Tôi nợ anh một ân huệ lớn. Sau này, có cần gì tôi, chỉ cần lên tiếng. Dù lên núi đao hay xuống biển lửa, tôi, Hồ Nhất Đao, nếu dám nói một lời không. Tôi không phải là một người đàn ông. Nhưng chúng ta phải nói trước. Nếu anh muốn giúp cho Quý Kiệt làm thuyết khách, khuyên tôi gia nhập Đảng Quốc Dân, đừng trách ông đây trở mặt với anh. Làm lính thì có gì sai? Ước mơ từ nhỏ của em là trở thành một người lính. Ai muốn đi thì đi, dù sao tôi cũng không đi. Anh em tôi cũng không đi. Được được, đại đương gia, tôi vẫn chưa nói gì mà, anh nói nhiều quá. Mặc dù Quý Kiệt là anh rể của tôi, nhưng sao tôi phải làm thuyết khách cho anh ấy chứ? Đảng Quốc Dân liên tục nói chống Nhật cứu nước, chống Nhật cứu nước. Nhưng thực ra bên trong họ xung đột nội bộ nghiêm trọng. Nếu nói về ý chí kháng Nhật, thật sự không ai bằng thanh phong trại các anh. Anh nói câu này thì tôi không phản đối. Nào, chúng ta cạn một ly. Tại sao Mã Thiên Long lại muốn đại ca mình gia nhập đội ngũ? Tham gia đội ngũ nào? Đại ca cũng không sẵn sàng tham gia. Em nghe đại ca nói hôm nay đặc biệt tới để đón em phải không? Em biết anh sẽ tới đón em. Em đã nói với anh ấy rồi mà anh ấy vẫn không tin. Tại sao anh lại nhìn em như vậy chứ? Em nói, nếu em được yêu cầu kết hôn với Hồ Nhất Đao, liệu anh ta có chịu xuống núi không? Mã Thiên Long, yên nào. Em làm cái gì thế? Nổ giờ, đặt nó xuống. Thiên Long, dạy em cách bắn súng đi. Con gái bắn súng làm gì? Tất nhiên để sử dụng rồi. Cho nên em ra chiến trường, trở thành nữ tướng là sử dụng rồi. Em sao? Anh không tin sao? Nếu anh không tin, ngày mai em đi tìm anh rể, để anh ấy đem đi làm lính. Được thôi. Anh dạy em đi mà. Bỏ ra. Chốt nhé. Anh đồng ý rồi đó. Vì em phải đồng ý với anh một điều kiện. Được rồi, điều kiện gì em cũng đồng ý. Chính là em nói đó nhé. Nhớ đấy. Tốt. Thái quân, khốn kiếp,
bao nhiêu người thế này mà không đánh nổi một tên cướp nhỏ. Nhưng hành động hôm nay là do tôi đã đánh giá thấp bọn chúng. Có lẽ chúng có lực lượng vũ trang của chính quy, hơn nữa còn chuẩn bị sẵn. Chắc chắn có ai đó đã báo tin. Cái gì? Thái quân, đừng nhìn tôi. Không liên quan tới tôi. Tôi Trương Đại Khánh yêu tiền, nhưng tôi sẽ không mạo hiểm mạng sống của mình, phải không? Đội trưởng Trương, không sao. Chỉ cần anh trung thành với chúng tôi, chúng tôi sẽ không đối xử tệ với anh. Thái quân, ngài không biết chứ, những điều dân từ nơi chó ăn đá gạn sỏi, chính những điều dân đó cực kỳ khó đối phó. Anh nghĩ giờ chúng ta nên làm sao? Đừng lo, đây không phải có tôi sao? Tôi đã lấy tiền của ngài, tôi phải trung thành phục vụ ngài, phải không? Ngài bận việc trước, tôi sẽ về trước. Hasegawa, dân, tiễn khách, dân. Đại tá, lần này chúng ta bị phục kích, tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên tấn công lại bọn cướp ở tỉnh Sơn ngay lập tức. Anh đừng lo lắng về vấn đề này. Anh đi tìm hiểu ngay về bọn thổ phỉ này. Ngoài ra còn có Trương Đại Khánh, để xem anh ta có trung thành với chúng ta không. Chúng ta phải chiếm được mỏ Vân Farm ở tỉnh Sơn càng sớm càng tốt. Dân. Thủy Tiên, Thủy Tiên, mẹ đang kêu chúng ta sinh con. Suốt ngày nghĩ gì thế không biết. Qua Thủy Tiên. Thủy Tiên, Mã Thiên Long sắp rời đi rồi, không cần cô nữa. Thiên Long, Thiên Long. Thiên Long, anh đi đâu vậy? Em nói xem đi đâu. Về thôi, mặt trời lên tới đâu rồi? Đại ca, anh còn bảo mọi người đã đi đâu rồi. Hóa ra là ở đây. Anh còn nói, nếu không có em và Thiên Long ngày hôm qua canh đêm cho anh, nửa đêm quân Nhật tới, có khi anh cũng không biết. Họ dám. Đại đương gia, đã muộn rồi, chúng tôi phải quay về thôi. Về đâu? Về nhà chứ còn đi đâu nữa. Sáng nay mọi người thức dậy đều chưa ăn gì cả. Để tôi nấu cho mọi người. Ăn xong rồi đi. Đúng rồi, ăn xong đã. Sao dội vàng đi vậy chứ? Ở nhà có đồ ăn, thế nghỉ ngơi thêm chút đi. Thiên Long, lưng em đau quá. Về rồi anh tìm thầy Lan cho em. Nghỉ ngơi một lúc đi. Em vẫn thua uống đủ rượu. Hơn nữa nếu bọn Nhật tới thì phải làm sao? Chúng ta có thể giúp cho đại ca. Nhưng tôi không cần sự giúp đỡ này. Tôi thấy Thủy Tiên muốn ở thêm vài ngày nữa. Hay để cho em ấy ở lại đi. Đại đương gia, nói thật với anh, hai chúng tôi ra ngoài lâu như vậy, bố mẹ tôi đã rất lo. Nếu không quay về, tôi không biết trong nhà đã trở nên hỗn loạn như thế nào nữa. Có đi không? Hôm qua anh đã nói gì với em? Hiểu rồi, đi thôi. Được rồi, tôi tiễn hai người. Tôi sợ trên đường có quân Nhật. Không cần, nếu có quân Nhật, anh là người cần ở đây nhất. Đúng đó đại ca, em còn có Thiên Long nữa. Không sao. Được rồi, chúng ta gặp lại sau. Hẹn gặp lại. Đi đây. Thiên Long, chờ em với. Đã mấy ngày rồi, Thủy Tiên chẳng thấy đâu. Lần này không biết Thiên Long đi đâu nữa. Bà nói xem, lão gia, Thiên Long sẽ đưa Thủy Tiên về mà. Chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi. Mau, uống trà đi. Không muốn nữa. Uống cái gì? Ông định đi đâu vậy hả lão gia? Đi đâu sao? Tôi đi tìm Hứa Bán Tiên. Tôi nhờ ông ấy bói xem con bé Thủy Tiên này còn sống hay không. Cha, mẹ, cha, mẹ, cảm ơn trời, con về rồi. Cuối cùng cũng về rồi. Vậy bọn thổ phỉ có làm gì con không? Sao có thể được? Họ nhức đau và con... Chuyện gì đã xảy ra với con và hồ nhức đau? Không, không sao. Con vừa tới tỉnh Sơn,
Họ đã giam con vào một căn phòng nhỏ tối tăm, cái mặt của họ nhức đau con còn không nhìn thấy. Cảm ơn Thiên Long, là Thiên Long đã cứu con. Cái gì? Thiên Long cứu con? Ta nói cho con biết, ta mất 100 đồng đại dương để chuộc con ra đấy. Đúng đúng. Bây giờ con có giá trị 120 đồng đại dương. Các con mau sinh cho ta một đứa cháu đi. Nếu không, phải trả lại cho ta toàn bộ số tiền này đó. Cha đi cẩn thận, Thiên Long. Cha con nói đúng. Bây giờ Thủy Tiên cũng đã trở lại. Hai đứa hãy sống cho thật tốt nhé. Mau sinh nhà nói dỗ cho nhà họ Mã, càng sớm càng tốt. Thiên Long có nhớ chưa? Con nhớ rồi. Mẹ, mẹ đừng lo, chuyện này cứ giao cho con. Được rồi, Thủy Tiên. Hai ngày qua con có sợ hãi không? Thiên Long, đưa con bé đi nghỉ ngơi đi. Được rồi, mẹ, dạy con đi nha. Đi sinh con. Mẹ nên nghỉ ngơi sớm đi. Lão già cẩn thận. Đại Khánh, mặt con bị làm sao vậy? Cha xem này, hôm qua con dẫn người lên núi trấn áp thổ phỉ, một số anh em đã chết rồi cha ạ. Cha xem có thể đòi chút tiền không? Người chết sao? Vậy phải trả bao nhiêu? 5 đồng đại dương một người. 4 người chết, tổng cộng là 20 đồng. Cái gì? Cái gì mà 20 đồng? Ta đụng ai chứ? Cha, xảy ra chuyện này, 20 đồng là gì? Không phải chuyện của con. Về nhà sinh con đi. Mặt anh bị làm sao vậy? Cái đó, Thủy Tiên đã về rồi sao? Em về khi nào vậy? Vừa mới đó, sao thế? Không sao, anh muốn hỏi, em đã ở Thanh Phong Trại đêm qua, không có chuyện gì xảy ra sao? Không có chuyện gì xảy ra cả. Ý anh là, thì có gặp chuyện gì đâu. Sao thế anh rể? Anh hôm qua lên núi trấn áp thổ phỉ, bắn súng cũng có người chết đó. Thủy Tiên ở Thanh Phong Trại cả đêm không biết gì sao? Thiên Long em biết không? May quá, chiều hôm qua anh đã chuộc em về rồi phải không? Nếu không là xảy ra chuyện rồi. Phải. Chiều hôm qua đã cứu được rồi sao? Sao sáng nay mới về? Thủy Tiên sợ quá đó, muốn về nhà thăm mẹ cô ấy, nên bọn con đỡ đó một đêm. Vâng. Mẹ con còn làm há cảo cho bọn con. Làm há cảo sao? Giàu quá. Con có tiền ăn há cảo, nhưng không có tiền trả nợ phải không? Cha đừng quan tâm người ta ăn gì nữa. Cha đưa con 20 đồng trước đi. Cha không có tiền ăn há cảo đây nè. Lấy đâu ra 20 đồng chứ? Anh rể, cần nhiều tiền vậy làm gì? Cha, khi con lên núi trấn áp bọn thổ phỉ là để cứu Thủy Tiên, có đúng không? Con cũng vì lo cho nhà của chúng ta. Con không quan tâm tiết kiệm cho cha số tiền chuộc 100 đồng. Cha nói xem, giờ hay rồi, bao nhiêu người đã chết. Cục trưởng con nói rồi, nếu cha không thể trả được 20 đồng đại dương này thì con đừng làm đội trưởng nữa. Cha, con có thể có ngày hôm nay, cha đã tốn rất nhiều tiền phải không? Cha không muốn tất cả số tiền này đổ sông đổ biển phải không? Giờ cha thật sự không có tiền. Hay là thế này, con đi hỏi mẹ con xem, mẹ con không phải nghe lời cha sao? Hơn nữa, làm sao mẹ con có thể có nhiều tiền như vậy chứ? Con thử xem bà ấy có không. Con cứ hỏi trước xem, mẹ con làm gì có 20 đồng đại dương chứ. Thật là, Thiên Long, em có 20 đồng không? Bọn em phải về phòng rồi. Mụn tạm. Ai cũng kêu kiệt hết. Mẹ, cha bảo con hỏi mẹ tiền. Mẹ, anh ấy, cha con bảo con xin tiền mẹ. Nhìn mặt làm sao kia, mặt con đấy. Làm sao sao? Hôm qua con những người lên núi trấn áp thổ phỉ, bao nhiêu anh em thiệt mạng và bị thương. Bây giờ mọi người từng con đòi phí làm đám tang. Cha không cho con một xu. Cục trưởng sáng ra đã đánh con. Mẹ xem con bị đánh này, nhìn đi, vợ nhìn đi. Đúng đó Đại Khánh, nhìn mặt của anh kìa, sao bị đánh như thế này chứ? Rất tiếc, con bị đánh mẹ cũng không có tiền. Cha con cũng thật là, ông ấy không cho con, còn bảo con xin mẹ. Mẹ không có. Mẹ, mẹ, mẹ không thể nói như thế được. Lúc đó con đi trấn áp thổ phỉ là do mẹ và cha yêu cầu con đi mà. Con tới đó chỉ vì nghe lời của mẹ. Thổ phỉ vẫn chưa bị tiêu diệt, kết quả là những người bên trên đều đắc tội cả rồi. Con còn đường sống không cơ chứ? Mẹ không có tiền, mẹ không thuyết phục cha con được sao? Khuyên cha con thì còn được. Cha con còn có tiền, chứ mẹ thật sự không có. Để mẹ giúp con thuyết phục cha con được không? Nhưng mẹ không đảm bảo ông ấy sẽ cho con. Mẹ khuyên chắc chắn là được. Mẹ, con trông cậy hết vào mẹ đó. Ông già chết tiệt này bảo mình ra tiền. Mẹ, mẹ, mẹ phải thuyết phục cha con đó. Đại Khánh, để em xem có đau không. Đau, đau quá, đau quá. Mẹ,
Không sao. Anh giả vờ sao? Anh giả vờ thật. Anh đang làm gì thế? Làm gì? Hôm qua quân Nhật đưa người tấn công Thanh Phong trại. Anh cũng đi. Biết qua anh em đã thiệt mạng và bị thương, còn không nhân cơ hội này kiếm chút tiền từ ông già. Người Nhật đi đánh hồ nhức đau. Liên quan gì tới anh? Bảo sao gần đây anh giàu thế? Trương Đại Khánh, anh làm việc cho người Nhật sao? Ai? Em nói cho anh biết nhé. Không thể có hát gian trong nhà chúng ta. Anh còn đem ra ngoài gặp người khác không hả? Nhỏ giọng thôi bà cô. Làm gì đấy? Sáng gian là ai? Thế thì anh không sợ người ta đào mộ tổ tiên anh lên chắc? Ngồi xuống. Anh nói đàng hoàng với em. Anh nói rõ cho em biết. Nếu anh không nói rõ ràng, hôm nay số phận vợ chồng chúng ta đã chấm dứt. Đến mức đấy không vợ ơi? Đến. Anh Trương Đại Khánh, anh tham tiền thật, nhưng anh cũng biết điều phải không nào? Trở thành hán gian sẽ mang tiếng xấu muôn đời. Anh có thể sao? Vậy sao anh giúp cho người Nhật tấn công Tĩnh Sơn? Anh đang làm những chuyện bổn phận anh nên làm. Trấn áp thổ phỉ là việc mà sở cảnh sát nên làm, phải không? Bây giờ người Nhật sẵn sàng đóng góp, còn cho chúng ta tiền nữa. Nếu vụ này mà không làm sẽ bị trời đánh đó. Có thể có chuyện tốt như vậy sao? Tất nhiên rồi. Chồng em Trương Đại Khánh là đội trưởng đội tác chiến sở cảnh sát huyện Tĩnh Sơn. Bọn Nhật Đông muốn hấp nước ở huyện Tĩnh Sơn, anh cũng quản được nữa là. Nếu không phải anh thì có thể nhờ ai chứ? Xem anh kìa. Nhưng người Nhật thật sự rất khó dây. Anh đừng vì kiếm chút tiền mà gây rắc rối gì nữa đó. Vợ đừng lo. Khi tổ tiên chúng ta tính toán ghế người ta, tóc của bọn Nhật thậm chí còn chưa mọc nữa. Còn đồ giỡn trò với anh. Quá non. Anh chỉ giỏi cái mồm. Anh sau này phải cẩn thận đó. Anh biết rồi. Vợ đừng lo lắng nhé. Không sao đâu. Giả đấy. Lão gia. Lão gia, ý ông là gì? Phương Lan, ai lại trêu bà thế? Có ý gì là gì? Không phải là ai trêu tôi. Tôi nghe Đại Khánh nói, nói gì bảo vệ nhà chúng ta, tìm mấy anh em lên núi trấn áp bọn thổ phỉ. Nói là một số người đã thiệt mạng và bị thương, sao giờ xin phía tăng lễ ông lại từ chối? Lão gia, ông không nghĩ mà xem, hồ nhức đau này chưa chết. Nếu một ngày từ trên núi xuống thì sao? Tìm tới nhà chúng ta trả thù, thế thì phải làm sao? Sau đấy phải làm sao? Có cảnh sát mà, người chết là cảnh sát đấy. Thật là. Đại Khánh nói cục trưởng của nó trở mặt với nó rồi kìa. Nếu ông không đưa tiền, sau này hồn nhức đau tới, cục cảnh sát không quan tâm tới chúng ta nữa đâu đó. Chúng ta không còn chỗ trông cậy nữa đâu đấy. Lão gia, lão gia, chúng ta không thể tiết kiệm số tiền này được đâu. Phải cho. Được rồi, được rồi. Nghe bà. Đưa. Nhưng có một yêu cầu. Hương Lan, giúp tôi xoa lưng đi. Toàn thân tôi đau nhất khi nói tới việc rút tiền ra. Lão gia, hay để tôi chỉ cho ông mẹo không đau. Nói đi. Chúng ta phải đưa cho con số tiền này, nhưng hãy cho đồn cảnh sát ít tiền hơn. Còn vài đồng thì cho phía tăng lễ mỗi người một ít. Được được, đưa thêm 2 đồng nữa cho cảnh sát trưởng. Đúng đúng, để cho ông ta đút túi. Không phải sau này mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn sao? Được được. Vừa nhận nhiệm vụ, bây giờ trận chiến ở tiền phương đang căng thẳng, cần rất nhiều thuốc. Thuốc sao? Cả huyện Tĩnh Sơn đến một bệnh viện tử tế còn không có, nên nhiệm vụ của chúng ta là gom đủ kinh phí và đến Thượng Hải mua thuốc. Thiên Long, tôi biết cậu vừa lừa cha cậu 100 đồng. Trong thời gian ngắn vậy, bắt cậu gom nhiều tiền như vậy cũng rất khó. Dù khó đến đâu cũng không bằng tiền tuyến, những đồng đội đã đổ máu hy sinh. Nói với tổ chức, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Được, tôi đi trước đây. Đã lâu không gặp Trương Đại Khánh. Anh tới vừa kịp lúc. Ono Thái Quân, anh gọi tôi tới có chuyện gì? Về chuyện xảy ra lần trước, tôi muốn anh kiểm tra kỹ lưỡng.
Ai đang hợp tác với tên cướp Hồ Nhất Đông? Cái này sao thế? Có vấn đề gì sao? Thái quân, ngài cũng biết phải mất nhiều thời gian để kiểm tra việc này, cần số lượng lớn người. Cái này, Thái quân, chúng ta là bạn cũ, không cần tiền, cầm lấy đi. Ngài yên tâm đi, nhất định làm ổn thỏa. Tôi chờ tin tốt của anh. Hành động càng sớm càng tốt. Đừng lo, tôi sẽ kiểm tra cẩn thận cho ngài. Tốt, việc này tôi giao cho anh. Ngài đừng lo. Cha, cha đang làm gì thế? Về rồi sao? Dân, Thiên Long đâu rồi? Thiên Long ra ngoài rồi. Ra ngoài rồi. Cha bảo hai đứa sao thế? Không phải con ra ngoài thì nó ra ngoài. Có thể cùng nhau tính toán xem. Mau sinh cho ta một đứa cháu không hả? Giờ ta gấp lắm. Ta thấy sinh vật sống cũng thấy vui. Cha, con cũng muốn sinh cho cha một đứa cháu. Nhưng Thiên Long cứ luôn tránh mặt và phớt lờ con. Làm thế nào con có thể tự mình sinh được chứ? Sao? Nó tránh mặt con. Ta cho con biết, hai đứa đã bái đường thành thân rồi, có thể sống trong một. Nghe lời ta, dọn vào phòng nó, ngủ luôn tối nay đi. Thật à? Thiên Long liệu có vui không ạ? À? Nó không vui. Thế nếu ta còn không vui nữa? Nghe ta, ta làm chủ cho con. Vâng, cha. Vậy con đi trước đây, đi. Còn không mau lên. Thiên Long, Vâng, cha có chuyện nghiêm túc cần nói với con. Con đã ở bên Thủy Tiên quá lâu rồi, có chuyện gì thế? Tại sao không có động tĩnh nào vậy chứ? Có động tĩnh mà, ai bảo không có động tĩnh? Có động tĩnh gì? Con ngày nào ra ngoài chạy hết nhà Đông tới nhà Tây, chạy tới nhà Nam, rồi chạy sang nhà phía Bắc. Được rồi, đừng giả đần nữa. Thế động tĩnh cái gì hả? Cha nói con nghe. Hồi đấy ta bằng con, chị thứ hai của con đã sinh ra rồi. Đừng giả ngu, hãy mau sinh cho cha một đứa cháu, có được không hả? Vâng. Con cũng đi nghỉ đây. Thiên Long, cha con cũng vì muốn tốt cho con. Con hãy hiểu cho cha con. Được rồi, được rồi. Con đi đây, con đi đây. Mau lên. Ai đã bật đèn thế? Nếu cha phát hiện ra, ông ấy sẽ sốt lắm. Em đây. Sao em lại tới phòng của anh? Cha bảo em qua đây ở. Hơn nữa, em là vợ của anh. Em mà ngủ ở phòng người khác, không sợ người ta chê cười sao? Nào, thế em ngủ đi. Anh ngủ đất. Thế sao mà được? Hay là thế này, em ngủ dưới sàn, còn anh ngủ trên giường. Không cần, em là con gái, anh là con trai. Thế không được đâu. Để em ngủ, để em ngủ cho. Em ngủ trên sàn, em ngủ trên sàn, em ngủ trên giường. Anh ngủ dưới sàn, em ngủ, em ngủ trên sàn. Em ngủ, được rồi. Qua kia. Nằm xuống. Thế này không tốt sao? Có ngủ không đây? Em không thể ngủ. Vừa mới gặp cha của anh, cha còn bảo em sinh cháu nữa. Đừng nghe mấy. Làm sao em có thể không nghe lời cha của anh được chứ?
Em im lặng được không? Không. Mã Thiên Long, em là vợ cứu hỏi đàng hoàng của anh, sao không thể sinh con cho anh được chứ? Em nói xem, em con gái con đứa, suốt ngày nào đẻ con, em không ngại sao? Sao thế? Em biết anh xấu hổ. Anh đàn ông đàn an mà xấu hổ. Được rồi, Mã Thương Long, em chờ anh. Ôi trời ơi. Con trai đã lớn. Thiên Long và Thủy Tiên đã kết hôn. Mau giục chúng nó đi. Ông suốt ngày nghĩ tới cháu. Người Trung Quốc làm điều này qua nhiều thế hệ. Từ cha sang con, từ con sang cháu. Con cháu không có điểm dừng. Nếu không Mã Vạn nên tôi, sao có sản nghiệp lớn như vậy được? Chính là để hương quả cho nhà họ Mã có thể tiếp tục. Nếu tới lượt tôi mà không có con cháu thì có lỗi với tổ tiên lắm. Đúng rồi, có một số điều tôi không thích hợp để hỏi. Bà rảnh rỗi thúc giục Thủy Tiên cũng được. Mau sinh con đi. Biết rồi. Đừng tính nữa. Đi ngủ mau lên. Được rồi, không tính nữa. Khi chúng ta có cháu, tôi sẽ giao sản nghiệp này lại cho Thiên Long. Tới khi đó thì cứ hưởng phúc thôi. Ngủ thôi, ngủ thôi. Cha, cha, Đại Khánh, phơi nắng hả? Đúng, phơi cho sạch khuẩn. Dân, mặt trời tốt quá. Đúng, phơi thêm tí nữa. Cha, sao hôm nay con không đi làm? Không. Cha, cái đó khi nào cha sẽ đưa tiền cho con? Tiền gì? Không. Cha, đừng quên nhé. Chi phí tang lễ cho những người anh em đã chết của con. Chi phí cho đám ma. Hương Lan không đưa cho con sao? Mẹ con cho con tiền khi nào? Không phải bà ấy nói là cha đưa cho con sao? Ta đưa. Đừng lo lắng. Sẵn đây. Cha, vẫn là cha sáng suốt. Thế con giữ lời chứ? Vậy con đếm nhé, đến lúc đó không thiếu. Hai, bốn, sáu, tám, mười, mười hai, mười bốn. Vừa đủ. Thế cha cứ phơi nhé. Con đi làm ạ. Được rồi. Giữa trưa gấp chăn gì thế? Em trưa hơi buồn ngủ nên ngủ một giấc. Thủy Tiên, đừng dọn dẹp nữa. Giúp anh một việc. Không giúp. Không phải anh luôn nghĩ em gây rắc rối cho anh sao? Em nói đó nhé. Không giúp thì thôi.
Dỗ có gì thì cứ nói đi. Anh nhà em trộm tiền của Trương Đại Khánh cho anh. Hả? Em đi trộm cho anh hả? Tại sao? Cái gì mà tại sao? Em không phải cái gì cũng nghe anh sao? Nhưng anh đã dạy em bắn súng đâu chứ. Không phải ai cũng có thể bắn súng được đâu. Anh là đang kiểm tra em, biết chưa? Bài kiểm tra là gì? Bắn súng cần phải dùng tới cái này. Anh chỉ đang thử xem em có thể thần không biết quỷ không hay lấy tiền của Trương Đại Khánh được hay không. Thật sao? Thật. Được rồi, anh chờ đó. Anh rể, anh rể, Thủy Tiên, sao thế? Em đặc biệt tới đây cảm ơn anh. Không, tại sao em lại cảm ơn anh? Cảm ơn ơn cứu mạng của anh.